Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất Hà Nội. Với trong video này thì Ngọc Anh xin trân trọng gửi tới quý vị hai căn với cái diện tích rất là rộng, từ 40 cho tới 44 mét vuông mọi người nha. Thiết kế và xây dựng là 4 tầng, diện tích rộng. Ngõ trước nhà thì là ngõ thông, cách với đường ô tô đi lại 10 mét, xung quanh ngập tràn tiện ích mọi người ơi. Với cái căn nhà này đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn ngõ trước nhà mọi người nha. Đó, ngõ thông, ô tô thì cách đường với cách nhà này rất rất là gần. Lát nữa Ngọc Ánh sẽ quay cái đường vào cho mọi người để mọi người có thể tham khảo. Với căn nhà này Ngọc Ánh quay thì thông số nhà như sau: diện tích là 44 mét, cụ thể thì nó là 43,6 mét mọi người ạ. Và cái hướng nhà là hướng tây nam, mặt tiền 6m3 quý vị nha, và mặt hậu 6m3. Căn nhà này tương đối rộng mọi người ạ. Với căn nhà đã được hoàn thiện xong xuôi đầy đủ chỉ việc dọn đồ về ở, thiết kế của ngôi nhà thì vô cùng độc đáo với mặt tiền rộng, cho nên chủ đầu tư thiết kế rất nhiều cửa mọi người ạ. Và đây, phần cửa chính của ngôi nhà đây mọi người nha. Với cái căn nhà này chủ đầu tư thiết kế hẳn là một lớp cửa chính này, một lớp cửa phụ ở bên tay trái luôn này, và một cửa sổ mọi người ạ. Riêng cái phần mặt tiền thì đã được hoàn thiện đầy đủ ốp đá granite xung quanh. Đó. Và cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Đó, rất rất là chắc chắn, rất là đẹp. Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người, từ vị trí của ngôi nhà này mà đi ra tới cầu Trắng Hà Đông, nó chỉ phạm vi bán kính 700m thôi mọi người ơi, rất là gần. Với cái trục đường giao thông đi lại thuận tiện, gần với lại các trung tâm thương mại, gần với lại trục đường chính, gần với lại các bệnh viện lớn của Hà Đông. Căn nhà này cụ thể thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán 4.350.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với căn nhà này nếu như quý vị mà muốn hỗ trợ ngân hàng thì chỉ phải chi trả trước khoảng tầm 1,7 cho tới 1,8 tỷ đồng. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm nha quý vị, với những lãi suất ưu đãi nhất. Và về phần ngân hàng thì xin vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người một cách tốt nhất nha. Và phần chính của ngôi nhà, đây Ngọc Ánh đang đứng, đó chính là phần phòng khách. Wow, với cái diện tích 44 mét thì rất rất là rộng quý vị ạ. Bởi vì những thực ra trên video của Ngọc Ánh thì mọi người biết rồi, nhà xây mà các chủ đầu tư xây bán ấy thì thường thường diện tích chỉ tầm 30 cho tới 38 mét thôi. Những cái căn mà diện tích ngoài 40 mét này thì cũng rất là ít nha quý vị. Đó. Và cái căn nhà này thì rất là mát mọi người ạ. Hướng nhà là hướng tây nam. Ở đằng trước thì có cái nhà phía cao tầng chắn rồi nên không sợ nóng nữa. Đi vào phần chính của ngôi nhà này hoàn thiện xong xuôi đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Gạch lát nền kích thước 60-60. Sơn chủ đạo của ngôi nhà này là sơn màu trắng. Cái phần phòng khách của anh đang đứng ở đây là chủ đầu tư thiết kế toàn bộ hệ thống trần thạch cao theo kiểu hệ giật cấp, cũng như là đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ. Nước sạch sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực Hà Đông mọi người nha, điện lực Hà Nội. Đấy, với căn nhà đây phòng khách nó rất là rộng mọi người ơi. Đó. Và rất là thoáng. Riêng cái tầng 1 mà có 3 cửa. Với cái phần tầng 1 ngoài ra thì có một phòng vệ sinh này, nhỏ xinh, đáp ứng đầy đủ công năng với cái mọi người sử dụng ở phía tầng 1 thôi. Đó. Đầy đủ bồn cầu, lavabo. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và tầng 1 thì ở đây quý vị có thể nhìn thực tế một cái không gian phòng bếp rất là rộng mọi người ạ. Rất là rộng, rất là đẹp. Chủ đầu tư đã lắp đặt đầy đủ rồi, chỉ việc xách vali về và ở ngay đối với cái căn nhà này. Xung quanh thì rất là gần. Từ vị trí của ngôi nhà này mà đi ra tới Vạn Phúc, ra tới làng lụa Vạn Phúc ấy mọi người ạ, thì nó chỉ khoảng tầm 400m thôi mọi người nha. Rất là gần đấy, đi ra làng lụa Vạn Phúc đây, Ngọc Ánh xin nhắc lại. Và ở đây thì với cái căn nhà này cũng được, ngay ở bên cạnh nhà nó có một cái sân chung thể dục thể thao mọi người ạ. Rất là tiện ích, đi lại thì thuận tiện. Đây, với phần phòng bếp chính của ngôi nhà, tông màu chủ đạo là màu trắng đen, rất là sang trọng, cũng như là cái màu sắc thì nó rất là nhã nhặn và tinh tế. Đặc biệt với cái không gian xung quanh bếp, chủ đầu tư ốp đá granite nó cũng nổi bật lên toàn bộ cái phần phòng bếp. Đây quý vị có thể nhìn thực tế. Đấy, Ngọc Ánh review phòng bếp cũng rất là chuẩn nha mọi người.
tủ gỗ an cường chống cong vênh mối mọt. Tất cả phụ kiện bếp đi kèm đều là chất liệu inox 304. Đã có nước sử dụng luôn được rồi mọi người nha. Đó. Với căn nhà này và diện tích như thế, giá chào bán vô cùng hợp lý. Quý vị phải bốc máy ngay để gọi điện cho Ngọc Ánh, kẻo là nhà lại bán rất là nhanh nha mọi người. Và toàn bộ hệ thống tay vịn cổ trụ cầu thang đây, mọi người có thể nhìn thực tế luôn nhá. Ngọc Ánh quay review rất là chân thật. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc, cổ bậc cầu thang, ốp đá đen granite. Đây là phía tầng 1 của ngôi nhà. Vậy tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên khám phá tầng trên của ngôi nhà nhá. Bước chân lên trên phía cầu thang của ngôi nhà thì cái hành lang đi vào cái phòng ngủ rất là rộng. Và trên tầng 2 thiết kế như sau. Tầng 2 của ngôi nhà gồm một phòng ngủ vô cùng rộng. Quý vị ơi, đây. Thực tế rất là rõ ràng, trên video Ngọc Ánh quay thực sự luôn là nó còn không đẹp bằng đến xem thực tế mọi người ạ. Cho nên quý vị anh chị nào đang có nhu cầu tìm nhà ở khu vực Vạn Phúc, Hà Đông thì đây là một căn nhà rất đáng mơ ước, rất đáng để quý vị lựa chọn. Đó. Và phần phòng ngủ này thì thiết kế như sau. Có ban công mở hướng ra phía bên ngoài nha quý vị. Đây. Đồng thời chủ đầu tư lắp luôn cho mình một bộ rèm cửa rất là xinh xắn. Đó. Ban công mở hướng được ra phía bên ngoài. Đó. Cái phòng ngủ này thì phải nói luôn là nó rộng khoảng tầm 35m² ấy mọi người ạ. Đấy. Cái phòng ngủ này phải nói là quá đã luôn. Đến Ngọc Ánh quay còn cả cảm thấy phải suýt xoa lên vì nó quá đẹp mọi người ơi. Đấy. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ này. Ngoài cái phần cái ô cửa mà ban công hướng ra bên ngoài thì ở đây còn có cả cửa sổ mở nữa mọi người nha. Với cái mặt tiền 6m3 thì ngôi nhà này mặt tiền nó rộng cho nên nó rất là thoáng quý vị ạ. Đó. Gạch lát nền kích thước 60-60 vân đá, rất là sang. Và phía bên trong của cái căn phòng ngủ này là có một căn phòng vệ sinh. Đây chính là cái phía bên trong phòng vệ sinh mọi người nha. Đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc. Đó, cửa sổ thông thoáng, quạt hút mùi, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Đó, mọi người có thể nhìn thấy luôn. Với cái không gian kể cả là trong cái phòng tắm này thôi, mọi người có thể nhìn thấy là chủ đầu tư cũng rất là chỉn chu về cái phần gạch ốp này. Đấy, cùng với cái tông màu nền nhà vào trong cái không gian này nó đồng điệu với lại cái bên ngoài không gian phòng ngủ cũng như là cái màu sơn. Và hệ thống cửa thông phòng đây quý vị nha. Cửa thông phòng toàn bộ là chất liệu gỗ lim. Đó. Tất cả các phòng ngủ đều được chủ đầu tư lắp đặt sẵn ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Đây là thiết kế của tầng 2. Vậy thì tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý vị lên khám phá tầng 3 của Ngọc Ánh nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế ở trên phía tầng 3 nó hơi khác so với tầng 2 mọi người ạ. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy thực tế luôn là lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà chủ đầu tư thiết kế gồm hai phòng ngủ. Mọi người theo em vào cái căn phòng ngủ đầu tiên ở trên tầng 3. Đây. Cũng rất là rộng nha quý vị. Đó. Đây. Ban công mở, cửa sổ thông thoáng, đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa rồi. Chỉ việc dọn đồ về và ở thôi, với cái diện tích rất là rộng, sử dụng được tối đa cái công năng mọi người ơi. Vị trí thì gần với lại trung tâm, đi lại lên cái trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân này, hoặc là đi ra Lê Văn Lương kéo dài rất là tiện. Cửa thông phòng. Và căn phòng ngủ tiếp theo. Đây. Đó. Trời ơi, rộng quá. Từ vị trí của ngôi nhà đi lại thuận tiện thật sự mọi người ạ. Đó. Tất cả các phòng ngủ thì đều được lắp hệ thống trần thạch cao, rồi hệ thống đèn led. Và màu sơn toàn bộ của ngôi nhà là tông màu trắng. Nền gạch cũng là màu trắng luôn mọi người ơi. Cho nên mọi người nhìn thấy không? Nó rất là thoáng, rất là sáng. Ngoài review từ tầng 1 cho từ tới lên tầng 4 của ngôi nhà, nó có đầy đủ thông số giá bán cũng như là cái thiết kế, cái mẫu nhà như thế nào với cái diện tích như thế. Thì quý vị vui lòng xem từ đầu đến cuối video giúp em nha. Ngoài ra phía tầng 3 của ngôi nhà này thì vẫn thiết kế thêm một nhà vệ sinh nữa. Đây.
vẫn đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu, lavabo, quạt hút mùi đó. Rất là thông thoáng, rất là đầy đủ tiện ích công năng để cho quý vị sử dụng. Đây là tầng 3 rồi, mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà để xem tầng cuối cùng của ngôi nhà thiết kế như thế nào nhé. Wow, mọi người ơi, lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, một không gian ngập tràn ánh sáng. Bởi vì sao ạ? Ngoài một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang, thì ở trên tầng 4 này, đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn, chủ đầu tư thiết kế một cái ô ở đây để làm sân phơi. Đây là cái khu vực sân phơi và xung quanh đều đã được rào sắt rồi mọi người nhá. Đấy. Và đây là cái khu vực để máy giặt này. Đấy. Và cũng đồng thời là sân phơi, thì ở đây quý vị về có thể làm một cái dàn phơi thông minh ở đây, nó rất là gọn mọi người ạ. Và trên tầng 4 của ngôi nhà này thì thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ, một phòng thờ, một khu vực sân phơi. Mời mọi người theo em vào phòng ngủ ở trên phía tầng 4 này. Như vậy với căn nhà này 44m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng thì có phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi riêng biệt, đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Đi ra tới trung tâm rất là gần, thuận lợi với lại trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân, thuận lợi với trục đường Lê Văn Lương kéo dài. Nói chung với cái căn nhà này thì không có cái điểm gì để chê luôn mọi người ạ. Đó. Không có một điểm gì để chê luôn. Đây quý vị có thể nhìn thấy luôn. Ban công mở thực sự hướng ra phía bên ngoài. Phòng nào cũng được lắp đầy đủ ống chờ, dây chờ và chờ điều hòa đây nha mọi người đây. Hẳn là hai ô giếng trời để lấy thoáng luôn. Ngập tràn ánh sáng. Đó. Đây là khu vực sân phơi. Và còn một cái phòng thờ ở phía bên trong nữa mọi người nhá. Đây. Đây chính là cái căn phòng thờ này. Phòng thờ này cũng được chủ đầu tư thiết kế trần thạch cao và nó có trang trí một cái điểm nhấn riêng biệt của cái căn phòng thờ mọi người nhá. Đó. Phòng thờ cũng có đầy đủ cái cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Đó quý vị ơi, từ vị trí của ngôi nhà này thì ở đây có thể nhìn thấy một số cái tòa chung cư, ví dụ như Golden Seal này, rồi là Hải Phát này, rất là thuận lợi. Nói tóm lại, với căn nhà này Ngọc Ánh xin nhắc lại một lần nữa cho quý vị có thể cân đối và nắm được là hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích 44m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, vị trí thuộc phố Ngô Thị Sĩ, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Với căn nhà này giá chào bán 4 tỷ 350 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Vậy thì mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, xin vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0953013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin tiếp theo từ Bất Động Sản Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.